Chưa chán à? Chưa. Thôi, từ nãy đến giờ em có mấy cuộc điện thoại đấy. Hôm nay em phải ra shop sớm, chiều chị quản lý mới đến cơ. Em đi nhá. À, Thủy này. Dạ. Lúc nãy em bảo có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Là chuyện gì ấy nhỉ? Em đã viết xong đơn ly hôn rồi. Và em cũng đã hẹn gặp anh ta để lấy chữ ký. Vậy là chúng mình sắp quang minh chính đại, không cần phải giấu giếm, không cần phải trốn tránh nữa. Anh có thấy vui không? Sao thế? Anh có vui không? Anh vui, anh vui chứ. Em đi nha. Thằng Lâm nó đã 35 tuổi rồi, còn non yếu gì nữa. Chuyện của vợ chồng nó, hãy để cho vợ chồng nó tự xử. Bà đừng có can thiệp vào. Này, tại sao ông lại nói vô trách nhiệm thế nhỉ? Cứ như thể ông là bố dượng của nó ấy. Cái việc tẩy đỉnh như vậy, thằng Lâm làm sao mà tự một mình nó quyết định được. Tôi chỉ muốn hỏi ông, việc con Thủy nó phản bội thằng Lâm, ông có chấp nhận được không? Bà hỏi hay thật đấy. Thế gian này có ai thích bị cắm sừng không? Tuy nhiên ý, phải cần tìm hiểu rõ ngọn nguồn. Đấy, thằng Lâm đấy, trông có đàng hoàng không? Có chững chạc không? Nhưng có ai nghĩ rằng nó làm cho một người này chửa, nó lại đi cưới người khác đấy. Con của chúng ta đấy. Đứa mà bà bảo đứng đắn nhất nhà đấy. À, này, ông nói hay nhỉ? Thằng Lâm làm gì có lỗi với con Thủy? Vì xét theo tuổi của con bé Cún ý, thì mẹ của con bé Cún chắc chắn có bầu trước khi thằng Lâm cưới con Thủy. Do vậy, thằng Lâm vô can trong chuyện này, không thể xí xóa chuyện của con Thủy bằng sự cố của thằng Lâm được. Thế bây giờ bà định làm gì? Việc này muốn giúp chúng nó là phải giúp cả vợ, giúp cả chồng. Phải lắng nghe dư luận cả hai tai. Bà đừng có thiên vị thằng Lâm nhà mình quá. Ông có biết không, tôi đây này, tôi đang muốn thằng Lâm nó dứt điểm với con Thủy. Đàn bà mà lừa dối chồng như thế, đàn ông làm sao nó quên được. Không sớm thì muộn, hai đứa cũng chẳng sống được với nhau đâu. Chỉ bằng cái gì? Thế từ nãy đến giờ tôi nói mà ông không hiểu tôi muốn gì à? Nghĩa là bà muốn thằng Lâm bỏ con Thủy. Đúng. Đã có lỗi chậm con, bây giờ còn thêm cái tội ngoại tình. Ông thử nghĩ xem, nó còn xứng đáng làm vợ của thằng Lâm không? Chỉ có điều, tôi còn đang lăn tăn vào lúc này, là bố con Thủy đang nâng đỡ cho thằng Lâm nhà mình. Em xin lỗi anh chị. Từ nãy đi chợ về, vô tình em đã nghe được hết câu chuyện của anh chị rồi. Em nói ra có thể chị không ưng, nhưng em vẫn phải nói. Em không đồng ý với chị một chút nào. Cái gì? Ai trong đời cũng có lúc mắc những sai lầm, nhưng mình phải nhìn thấu đáo, mở cho người ta một con đường. Theo phong tục truyền thống Á Đông của mình, phải vị tha, phải nhân ái, phải bao dung. Thế mà chị... Chưa kể, chị còn tính toán thiệt hơn trong chuyện ly hôn của chúng nó. Thế này cô Đoàn nhé, trong cái chuyện này ấy, nó phức tạp lắm, cô không thể hiểu hết được đâu. Thôi được rồi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện tiếp với cô.
Con chào mẹ ạ. Con gọi điện cho anh Lâm từ sáng tới giờ nhưng anh không nghe máy. Con muốn chuyển cái này cho anh Lâm. Mẹ làm ơn chuyển giúp con ạ. Con có việc gấp phải đi luôn. Con chào mẹ ạ. Lâm, có chuyện gì đấy mẹ? Đây, 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 con đọc đi. Cuối đến tận đây được hả mẹ? Đúng rồi. Lâm này, theo mẹ, đây không phải là thời điểm thích hợp để ly hôn đâu con ạ. À, con hiểu ý mẹ chứ. Bây giờ con phải đi tìm con Thủy, cố gắng hàn gắn lại, rồi mọi chuyện sau đó tính sau nhá. Đi, đi. Ơ, Lâm. Lâm ơi. Mẹ, cuộc đời của con đã có những sai lầm nghiêm trọng. Chuyện này con xin mẹ đừng có can thiệp vào. Hãy để cho con tự quyết định một lần. Lâm ơi, nghe mẹ này.